Ban ngày con mở bài Dòng Chảy của Mạch Nguồn Thiền Tông nghe rồi ngủ, thì trong lúc mơ mơ màng màng, con thấy cửa trước, cửa chính vào nhà có rất nhiều cánh tay màu đen, từ trẻ em đến người lớn. Họ biến hóa vươn tay ra dài khoảng 2 mét, đang với vào trong nhà. Hiện tượng này là như thế nào ạ? Nó hai cái loại. Tất cả vì an vị Phật nè, rồi sám hối nè, dòng chảy mạch truyền thông, đây là ba cái lực nó sức mạnh khuấy động được cái cõi âm. Một là nó chịu không nổi thì nó phá, hai thì nó răn nỉ mình để cho nó nghe đó. Vì thế mà khi mà thiền tông ra đời mà mở ba cái này ra rồi thì cái loài ngạ quỷ trở lại tu rất nhiều. Vì thế mà trong thiền tông nó có để một cái bài kinh mà giúp cái tánh, kêu bằng giúp tánh của hồn trở lại làm người, cái bài cúng mà cúng của hồn đó, kêu gọi trở lại. Mà cái bài này đó, nếu mà cái chùa nào mà chùa thiền tông mà nó rục rịch nhiều á, mở này ra thì nó hết, thì chắc chắn người ta sẽ lợi. Thì còn cái thiền tông mà nói ra thì tất nhiên là cái cõi âm đó. Một là đến nó cảm ơn, hai là nó phá, có hai cái dạng này. Nhưng mình phải hiểu khi nào mà nó tới á, mà mình mở này mà mình ngủ được là mình có phước, có công đức á, thấy không? Mà nó làm cho mình khó chịu á, là không được, tắt liền. Đừng có đấu đầu nó, rồi từ từ. Muốn mở này phải mở từ từ chứ đừng có đấu đầu nó. Vì cái loại ngạo quỷ đó nó cũng dữ lắm chứ không phải vậy nào. Nó phá không được, nó làm đủ thứ cách. Thành ra cái mình tu thiền tông phải chú ý cái này nè. Ví dụ mình mở, mình thấy, mình nghe được nó gì kể đó, mà thấy mình ngủ được là người, cái người âm đó ủng hộ mình đó. Còn mình khó chịu là người âm không ủng hộ. Mình là căn cứ hai cái phần này. Rồi, hỏi tiếp đi.